Xin chào các bạn trong cái clip mới ha. Bây giờ thì khoảng 8 giờ tối thì mình chuẩn bị cho cá ăn một đợt cuối cùng rồi cho nó đi ngủ các bạn ơi. Thì như những cái clip trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cho ăn cái cám LT02 này của chú Quân. Chú Quân thì cũng có thâm niên chơi cá này mười mấy năm rồi. Thì bạn nào muốn mua cái cám LT02 này các bạn có thể liên hệ mình ha. Cái cám này ăn thì cá lên màu tốt, cá khỏe mạnh rồi. Nói chung là rất là ok, tại vì chú Quân xài nay gần mười mấy năm rồi, chú Quân mới tiết lộ công thức. Thì nói chung là cái này mình cũng đã làm cho các bạn xem rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói với các bạn một cái vấn đề khi cho ăn cái cám này. Nó có một cái vấn đề là cái cám của chú Quân á, khi mà xịt vô trong nước như này á, nó sẽ bị ra cái bụi vàng vàng, nhưng mà rất là dễ luôn các bạn. Mình có một cái thuật ngữ là rửa cám, có nghĩa là sau khi mà các bạn cho nó vô trong nước như vậy, các bạn để im khoảng cỡ 5-3 phút gì đó thì cái cám của chú Quân nó sẽ lắng xuống dưới đáy đây, lắng xuống dưới đáy dưới đây, và cái nước bụi nó sẽ nằm trên đây. Và chúng ta sẽ thay cái nước bụi này đi, là các bạn chỉ cần thay ba cái nước bụi này là nó sẽ trong nước, nó sẽ trong lại, và cái cám này cho ăn nó sẽ không có bị đục nước nữa. Cá bù ăn rất ghê, cám này cá bù ăn rất ghê. Thì quay trở lại câu chuyện là mình lấy cái nước này mình cho Actomy sinh khói ăn, còn Actomy sinh khói ăn mau lớn nữa. Bây giờ mình làm cho bạn xem ha. Đây là cái thùng mình nuôi Actomy nè, có nghĩa là cái nước này á, cái nước bụi ở trên nè mình sẽ đổ vô cho con Actomy nó ăn. Nó vừa có vi sinh bắt cộng mà nó vừa có bụi mịn của cám nữa, thành ra là con ngạc tơ mi nó sẽ rất là dễ ăn, tại vì cái bụi cám nó nhỏ các bạn. Nè, sau khi chắc hết nước chúng ta còn một cái lớp cám ở dưới nè. Bây giờ chúng ta lại thêm một lớp nước nữa. Đây nè, mình mới vô thêm một lớp nước nữa nè. Rồi cái mình đợi khoảng cỡ nó chừng 1 phút, 2 phút là chúng tới 5 phút đâu. 1 phút, 2 phút gì đó là bắt đầu là nó lại, cái cám nó lại lắng xuống dưới đáy nữa, rồi tiếp tục lại đổ vô cho con ngạc Tommy ăn nữa. Thì mình thường làm khoảng 3 lần như vậy là bắt đầu là cái nước này nó trong nè, cái nước này nó trong trở lại, là khi mà mình cho cá ăn nó sẽ không có bị đục nước nữa các bạn. Thì cái con ngạc Tommy này á, thì các bạn ấp xong nó nở ra rồi các bạn cho vô nước muối pha đúng liều lượng thì các bạn sẽ nuôi nó lớn là được. Cái clip này thì mình chưa có hướng dẫn thực tế như thế nào, mình chỉ là biết nuôi thôi. Một ngày nào đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách nuôi con này trong quá trình từng ngày nó sẽ như thế nào luôn. Hoặc là các bạn có thể lên trên YouTube các bạn search cách nuôi Actomy sinh khói thì cũng có rất là nhiều người chỉ, nhưng mà đa số á, là người ta sẽ cho ăn bằng nước tảo, cho ăn bằng nước tảo, nhưng mà mình không có cho ăn bằng nước tảo, mình cho ăn bằng nước cám các bạn. Cho ăn bằng nước cám thì cái nước nó sẽ đỡ bị dơ hơn, còn các bạn cho ăn bằng nước tảo á, cái nước này nó bị xanh nhìn gớm lắm. Hoặc là khi mà các bạn nghiền tảo nó không cái bột tảo mà nó không tan hết, nó sẽ dính bần dưới đáy rất dơ. Rồi ok, cái nước này nó trong rồi nè, cái màu nước nó trong hơn hồi nãy rất là nhiều các bạn ha. Các bạn vẫn tiếp tục đổ vô tiếp. Sáng thì mình mới cho nó ăn Actomy, còn tối là mình cho nó ăn cám nhẹ nhẹ, dặm cám nhẹ nhẹ vô là xong. Rồi bây giờ mình cho thêm lớp nước nữa. Rồi đây là lớp nước thứ ba, là mình đã rửa cám qua ba lớp nước rồi, bây giờ là cho ăn không có bị đục nữa các bạn. Bây giờ để cho nó lắng chút xíu, trong đây nó bắt đầu đục nè các bạn xem. Thì cái đục này á, là cái bụi cám, cái miệng của con Actomy nó rất là nhỏ, nó sẽ ăn cái bụi cám đó và nó bắt đầu lớn lên. Khi nó ăn hết thì nước nó sẽ trong lại. Chút xíu sau khi nó ăn hết mình sẽ quay cho các bạn xem cái nước nó sẽ trong lại, nó sẽ trong vắt lại luôn. Là mình biết con Actomy này nó ăn hết rồi. Rồi ok nè, cám nó lắng xuống dưới đáy hết rồi nè không. Đó, mình rửa cám qua ba lớp nước là bây giờ ăn là đảm bảo là không bao giờ bị đục nước luôn. Mình đã test rất là nhiều lần rồi. Ok, bây giờ vô cho cá ăn ha. Đó, ăn được mới được. Đó. Quất. Đó, quất. Ngon lành. Đó.
Rồi quất vô, vô 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 vô. Thêm cái phần là cái hạt cám nó vàng 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 y chang như cái atomi luôn. Xịn sò lắm nha. Thấy không? Rồi quất đi. Ôi xịn sò con bò. Mình đang quay trên đây mà dưới đây, ở dưới đây bầy cá phun gòn đồ ăn rồi đó mà. Đó. Đó bầy phun gòn đồ ăn nữa. Nè quất đi, quất đi. Rồi quất đi, quất đi, quất đi. Đó. Ngon không? Ok các bạn ha, thì mình trong clip này mình cho các bạn biết một thêm một cái công dụng là nuôi atomy sinh khối của cám LT02. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Thấy hay nhớ like, share, comment và đừng quên để lại cho Nguyễn Phát có đăng ký các bạn nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn, bye bye. Đây nè các bạn, đây là khoảng tiếng đồng hồ sau thì mấy con này nó bắt đầu nó ăn hết nè. Ha. Này để mình cho các bạn xem ha. À, chỗ này là cho cá ăn được rồi đó, nhưng mà ráng nuôi thêm, mình sẽ ráng nuôi thêm nữa để cho nó lớn lên. Cái này mới 8 ngày thôi, nuôi tầm 12 13 ngày là nó lớn lên, nó lớn lên nhiều rồi bắt đầu là cho ăn, lúc đó mới có lời. Chứ còn mà cho ăn thời điểm bây giờ á là mấy cái con lớn này nè, nó chưa lớn hết, nó chưa đẻ thêm được. Cái này thì nó cũng tùy theo cách pha muối nha các bạn nha. Pha muối à, nếu mà pha đúng thì nó đẻ con, còn pha không đúng thì nó đẻ trứng á. Ok các bạn nha, mình kết thúc clip ở đây nha các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Bye bye.